Các bạn, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến các bạn các thao tác để chúng ta sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác để sắp xếp dữ liệu. Thì chúng ta sẽ có hai cách để sắp xếp dữ liệu. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác để lọc dữ liệu. Thì khi lọc dữ liệu thì ta sẽ có phần lọc giá trị lớn nhất hoặc là lọc ra giá trị nhỏ nhất. Và một số lưu ý khi chúng ta thực hiện việc sắp xếp và lọc dữ liệu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu. Rồi mình sẽ mở một cái bảng tính cho các bạn xem. Hôm trước đó là một cái bảng điểm. Rồi chẳng hạn chúng ta có một cái bảng điểm như thế này. Rồi bây giờ yêu cầu là chúng ta sẽ thực hiện sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần theo các môn học và theo điểm trung bình. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện từng môn cho các bạn xem. Bây giờ ví dụ ở môn toán, rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cách 1, nghĩa là mình sẽ đặt con trỏ vào một ô trong cột có dữ liệu cần sắp xếp. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào giải lệnh data, và ở giải lệnh data trong nhóm sort and filter thì các bạn sẽ thấy có hai lệnh là lệnh A đến Z để chúng ta sắp xếp từ nhỏ đến lớn, hoặc là lệnh Z đến A để chúng ta sắp xếp từ lớn đến nhỏ. Bây giờ giả sử mình sẽ xếp từ nhỏ đến lớn nha. Rồi thì khi sắp xếp á, thì các bạn thấy nó sẽ có một cái dòng thông báo như thế này: cái toán tử này yêu cầu có những cái ô bị trộn cho nên là không thể thực hiện sắp xếp được. Như vậy mình lưu ý với các bạn là đối với những mà bảng tính mà chúng ta đã có thực hiện cái phần trộn mô á, thì khi các bạn sắp xếp bằng cách bình thường, cách thông thường là chúng ta chỉ cần chọn vào A đến Z hay Z đến A thì sẽ không thực hiện được. Cho đó mình sẽ thực hiện cách số 2. Bây giờ cách thứ hai chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở bước đầu tiên các bạn cũng đặt con trỏ vào một ô trong cột có dữ liệu cần sắp xếp. Rồi sau đó, còn nếu để chắc ăn hơn, để đảm bảo cái tính chính xác của dữ liệu thì các bạn sẽ chọn toàn bộ cái bảng tính đó. Rồi, ở bước tiếp theo, các bạn sẽ chọn vào lệnh sort. Đây, lệnh sort ở nhóm sort and filter trong giải lệnh data. Rồi, sau khi chọn lệnh sort xong, các bạn sẽ thấy có một cửa sổ hiện lên. Thì ở dòng sort by này, các bạn sẽ chọn cái cột mà các bạn cần sắp xếp. Rồi, ví dụ bây giờ các bạn cần sắp xếp cột toán, thì các bạn sẽ chọn cột toán. Rồi, các bạn thấy là ở dòng sort on các bạn cứ để giá trị mặc định là value, và ở dòng order là nó sẽ cho chúng ta lựa chọn là xếp từ nhỏ đến lớn hay từ lớn đến nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ chọn từ nhỏ đến lớn, rồi mình chọn ok. Rồi các bạn thấy là điểm toán đã được sắp xếp từ nhỏ đến lớn, và các cột khác nó phải, các hàng khác nó phải thay đổi theo cái giá trị của cột điểm toán. Rồi vậy mình nói thêm các bạn, bây giờ mình sẽ đây, ví dụ mình lấy một cái bảng tính có tổng giá trị sản xuất đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái cách 1 xem coi có được hay không nha. Tại vì cái bảng tính này nó không có phần mật and center cho nên mình thực hiện sắp xếp bình thường. Bây giờ mình sắp xếp cái cột nông nghiệp này tăng dần. Rồi bước 1 mình chọn một ô trong cột mình sắp xếp. Bước 2 mình chọn là A đến Z. Thì các bạn thấy là được thực hiện liền. Rồi nó đã sắp từ nhỏ đến lớn. Và bây giờ các bạn sắp từ lớn đến nhỏ. Đây. Vậy các bạn thấy là mình lưu ý với các bạn là đối với những bảng tính mà chúng ta chưa thực hiện việc trộn ô thì chúng ta sẽ thực hiện cách 1 của sắp xếp, có nghĩa là chúng ta chỉ cần chọn lệnh A đến Z hoặc Z đến A là được. Tuy nhiên đối với những bảng tính mà chúng ta đã thực hiện việc trộn ô, đây cái phần bảng điểm lớp 7A mình đã trộn ô, cho nên thì các bạn sẽ thực hiện phần A đến Z hay là Z đến A sẽ không thực hiện được. Do đó chúng ta sẽ thực hiện cách thứ hai. Rồi bây giờ mình các cột tin học, vật lý, ngữ văn các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự. Rồi bây giờ mình sẽ sắp cột điểm trung bình. Bây giờ cột điểm trung bình mình sẽ sắp từ lớn đến nhỏ để xem bạn nào học giỏi thứ nhất rồi học giỏi thứ hai vân vân nha. Rồi bây giờ mình sẽ bước 1 mình sẽ chọn bảng tính. Rồi bước 2 chúng ta sẽ chọn giải lệnh data và chọn lệnh sort. Rồi cửa sổ hiện lên, chúng ta sẽ chọn cái cột mà chúng ta cần sắp xếp. Vậy cột điểm trung bình. Rồi
Mình muốn xếp từ lớn đến nhỏ thì chúng ta sẽ chọn là get to smallest. Đây, rồi chúng ta ok. Rồi, các bạn thấy là bạn Như Anh là nhỏ nhất trong cái danh sách này. Rồi tương tự là điểm 8.5. Thì hai bạn cùng điểm 8.5. Đây các bạn thấy hai bạn cùng điểm 8.5. Rồi, hai bạn cùng điểm 8. Điểm trung bình là 8 chấm, rồi hai bạn có cùng điểm trung bình là 7.75, thì hai bạn có cùng điểm trung bình là 7.5. Rồi. Vậy các bạn thấy các thao tác sắp xếp thực hiện rất là đơn giản, và mình đã lưu ý với các bạn về hai cách sắp xếp, và nếu để an toàn chắc ăn nhất á, thì các bạn sẽ thực hiện cách 2. Tuy cách 2 thực hiện hơi dài dòng tí xíu nhưng mà nó sẽ đảm bảo bản dữ liệu nào các bạn cũng có thể sắp xếp được. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ nói thêm ở phần sắp xếp này. Bây giờ giả sử như các bạn thấy là có hai các bạn cùng điểm trung bình nè, thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái tiêu chí thứ hai để sắp nữa. Có nghĩa là nếu như những do chúng ta quy định thôi, tùy vào cái yêu cầu. Ví dụ như các bạn cùng điểm trung bình thì bạn nào có điểm toán lớn hơn hay bạn nào có điểm tin học lớn hơn gì đó, ngữ văn lớn hơn gì đó, thì bạn đó sẽ nằm ở trên. Bây giờ ví dụ nha, mình ví dụ trường hợp bây giờ mình sẽ đánh dấu hai bạn này đi. Rồi, hai bạn này. Các bạn lưu ý nha. Rồi, bây giờ bạn Hoài An và bạn Xuân Cương, hai bạn đều có cùng có điểm trung bình là 8 chấm. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ mình muốn là nếu như cùng điểm trung bình thì bạn nào có điểm tin học lớn hơn phải nằm trên. Rồi, giờ các bạn để ý nha, bạn Hoài An đang xếp trên. Vậy đo do ở đây là nó xếp theo cái thứ tự ngẫu nhiên thôi. Vậy các bạn thấy là bây giờ mình muốn là những bạn nào mà có điểm trung bình bằng nhau, đây, thì bạn nào có điểm tin học lớn hơn thì bạn đó phải nằm trên. Như vậy các bạn thấy là đáng lẽ là bạn Xuân Cương phải nằm trên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện sắp xếp như thế nào đây, các bạn lưu ý nha. Rồi, đầu tiên chúng ta cũng chọn bản tính, chúng ta chọn dãy lệnh data, chọn lệnh sort. Rồi bây giờ đầu tiên cái yêu cầu đầu tiên chúng ta phải xếp điểm trung bình, rồi từ lớn đến nhỏ. Ok, bây giờ mình sẽ xếp thêm một cột tin học nữa, thì các bạn sẽ chọn vào lệnh level. Rồi chọn level. Rồi các bạn sẽ thấy có thêm một hàng nữa để chúng ta sắp xếp. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cột tin học. Rồi bây giờ chúng ta quy định là lớn thì nằm trên, nhỏ thì nằm dưới, cho nên chúng ta sẽ chọn target smallest. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ok. Rồi các bạn thấy sau khi chọn ok xong, đấy, sau khi chọn ok xong thì các bạn thấy bạn Xuân Cương đã nằm phía trên bạn Hoài An. Vì sao? Vì bạn Xuân Cương có điểm tin học lớn hơn, mặc dù điểm trung bình hai bạn là bằng nhau. Vậy các bạn thấy là khi thực hiện cách 1 thì chúng ta sẽ không thể nào mà thực hiện sắp xếp như vậy được. À, chỉ thực hiện cách 2 thì chúng ta mới có thể sắp xếp được nhiều giá trị cùng một lúc. Đấy là một cái lưu ý rất quan trọng đối với các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lọc ra những bạn có điểm 10 môn tin học. Rồi, điểm 10 môn tin học. Rồi bây giờ giả sử mình sẽ thực hiện các thao tác lọc cho các bạn xem nha. Rồi, để thực hiện lọc dữ liệu á, thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt con trỏ vào một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc dữ liệu. Rồi chúng ta chọn lệnh data. Rồi cũng ở nhóm sort and filter, và lúc này chúng ta sẽ chọn lệnh filter là có cái biểu tượng là cái phễu nè các bạn. Rồi chúng ta chọn vào lệnh filter. Thì sau khi chọn lệnh filter xong thì các bạn thấy có một điều như thế này. Nếu như bình thường thì các cột tiêu đề phải được có dấu mũi tên, tuy nhiên ở đây khi mình chọn lệnh filter thì không có, mà ở trên cái phần bảng điểm này có. Vì sao vậy các bạn? Vì ở cái ô bảng điểm lớp 7A này chúng ta được thực hiện trộn dữ liệu, cho nên nó phần mềm nó tưởng rằng là cái phần cột tiêu đề nó nằm ở đây. Các bạn thấy có mũi tên như vậy là sai. Đấy, các bạn thấy như vậy là sai. Rồi như vậy làm thế nào để đúng đây? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái lệnh filter này nha. Rồi bây giờ mình sẽ sang phần tổng giá trị sản xuất, mình làm thử. Rồi
chúng ta chọn lệnh filter nè. Thì các bạn thấy là nó hiện bình thường nè, nó sẽ hiện sau khi chọn lệnh filter xong, nó sẽ có các dấu mũi tên tại các hàng tiêu đề để chúng ta tiến hành lọc dữ liệu. Như vậy làm thế nào đối với những bản tính mà đã thực hiện trộn ô như thế này rồi thì làm sao mà chúng ta có thể thực hiện lọc được? Thì đơn giản thôi các bạn, thay vì ở bước 1 các bạn đặt con trỏ vào một ô trong bảng dữ liệu này thì chúng ta sẽ đánh dấu cái bản tính, cái phần mà chúng ta muốn lọc dữ liệu. Rồi lúc này chúng ta sẽ chọn dãy lệnh data và lệnh filter, thì lúc này chúng ta sẽ được các mũi tên ở hàng tiêu đề. Lúc này nó chương trình nó sẽ đánh dấu cái phần, nó chỉ lưu ý cái phần mà chúng ta đánh dấu thôi. Rồi người ta yêu cầu chúng ta lọc ra những bảng có điểm tin học là 10, như vậy chúng ta sẽ chọn vào dấu mũi tên ở cột tin học. Thì chúng ta thấy ở cột tin học có các giá trị là 8, 9, 10 và chúng ta cần lọc giá trị, lấy bạn những bạn có giá trị là 10 thì chúng ta chọn tích vào ô 10, chúng ta chọn OK. Thì các bạn thấy là chỉ có một bạn có điểm 10. Ví dụ chúng ta lấy điểm khác thì các bạn sẽ chọn ví dụ 9. Rồi. Rồi, như vậy mình lưu ý các bạn này, sau khi có giá trị lọc xong thì các bạn thấy là có hai cái lưu ý. Chúng ta sẽ quay trở lại cái bản tính để giá trị nó hiển thị đầy đủ nhưng vẫn ở trong chế độ lọc. Làm sao chúng ta biết cái bản tính nó đang ở chế độ lọc hay không? Thì các bạn thấy là nếu như nó ở chế độ lọc thì hàng tiêu đề của nó có những cái mũi tên. Rồi bây giờ chúng ta muốn hiện nó đầy đủ thì ở cái cột lọc á, cột mà chúng ta đã lọc dữ liệu, các bạn chọn là Clear Filter Row, cái cột gì đó, để cho nó xóa những cái giá trị lọc đi thì nó sẽ hiển thị đầy đủ cái dữ liệu lại và vẫn còn trong chế độ lọc. Rồi nhưng mà bây giờ chúng ta muốn thoát luôn, không ta không còn ở trong chế độ lọc nữa, thì chúng ta chỉ cần chọn vào lệnh filter là xong. Rồi lại lưu ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lọc ra các bạn có điểm trung bình lớn nhất. Ví dụ bây giờ mình sẽ lọc ra những bạn có ba bạn có điểm trung bình lớn nhất, có nghĩa là ba bạn học giỏi nhất trong cái lớp này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Rồi chúng ta vẫn thực hiện các quá trình lọc như lúc nãy mình hướng dẫn các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn lệnh filter. Ở lệnh filter, sau khi chọn lệnh filter xong, chúng ta sẽ chọn vào dấu mũi tên ở cột điểm trung bình, và lúc này chúng ta sẽ không chọn vào các giá trị ở đây mà chúng ta sẽ chọn dòng number filter. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn top 10. Rồi sau khi chọn top 10 xong, chúng ta sẽ có các lựa chọn như sau. Bây giờ yêu cầu đề là lấy ra ba bạn lớn nhất có điểm trung bình lớn nhất, thì chỗ này chúng ta sẽ chọn top. Rồi ba bạn thì chúng ta có thể nhấn chuột ở đây để giảm xuống, hoặc chúng ta gõ trên bàn phím số 3 item thì chúng ta để nguyên và chúng ta chọn OK. Thì các bạn thấy là lúc này chúng ta được ba bạn giỏi nhất trong lớp là một bạn 9.75, hai bạn 8.5. Như các bạn thấy là chúng ta đã lọc được ba bạn giỏi nhất. Rồi ví dụ bây giờ mình sẽ quay trở lại nha, mình vẫn ở trong chế độ lọc nhưng mà mình sẽ clear cái cột điểm trung bình này đi. Bây giờ vẫn cột điểm trung bình mà bây giờ mình muốn lấy ra hai bạn nhỏ nhất, có nghĩa là hai bạn có điểm trung bình thấp nhất trong lớp, thì chúng ta cũng làm giống như vậy. Chúng ta chọn vào lệnh number filter top 10. Và lúc này chúng ta chọn hai bạn thấp nhất thì ở đây các bạn sẽ chọn vào bottom. Đây bottom. Rồi. Chúng ta gõ số 2 và chúng ta chọn OK. Thì lúc này nó sẽ lọc ra được cho chúng ta là hai bạn có điểm trung bình thấp nhất. Rồi. Vậy là các phần khác các bạn sẽ làm hoàn toàn tương tự như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ thoát khỏi chế độ lọc. Thì các bạn thấy dữ liệu ra được hiển thị đầy đủ. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm đóng cái phần bảng điểm này lại, mình sẽ mở một cái bảng tính khác để thực hiện lại cho các bạn xem các phần mình đã hướng dẫn nha, để cho các bạn nắm chắc được kiến thức ở phần này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở một cái bảng tính khác. Đây, bảng tính về các nước Đông Nam Á. Bây giờ yêu cầu là chúng ta sẽ sắp xếp tăng dần diện tích. Đây phần diện tích đây. Bây giờ mình sẽ sắp xếp tăng dần. Bây giờ mình làm cách 1 thử xem thế nào ha. Thì các bạn đoán thử xem là chúng ta có sắp được hay không. Rồi, chắc chắn là không được. Vì sao?
Vì ở đây chúng ta thấy là cái phần tiêu đề này, cái phần tên của cái bảng tính này chúng ta đã thực hiện trọn môn nè các bạn. Đó, cho nên chúng ta sẽ không thể nào thực hiện cái cách thứ nhất được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cách thứ hai. Chúng ta sẽ chọn vào shop. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào cái cột cần sắp xếp. Bây giờ mình sắp cột diện tích là cột D. Rồi, mình sắp từ nhỏ tới lớn. Ok. Rồi, các bạn thấy là nó sẽ báo không sắp được. Vì sao ạ? Hồi nãy nó chọn luôn cái phần các nước Đông Nam Á luôn, cái chữ này luôn, cho nên nó không sắp được. Thì vậy các bạn phải đánh dấu. Và chỗ này đánh dấu các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ không chọn phần tổng cộng. Tại vì sao? Nếu như các bạn chọn luôn cái hàng tổng cộng phía dưới này thì khi sắp nó sẽ lấy cái giá trị ở hàng tổng cộng nó sắp luôn, như vậy là không có chính xác. Đấy, các bạn lưu ý. Rồi, ta chọn lên shop và chúng ta chọn cột D từ nhỏ nữa. Ok. Rồi, các bạn thấy là lúc này nó đã chạy gì? Nó chạy luôn cái hàng tiêu đề. Vì hồi nãy sao các bạn? Mình sẽ Ctrl Z lại nha. Các bạn thấy là hồi nãy chúng ta đã chọn luôn cái hàng tiêu đề, cho nên nó sắp cái hàng tiêu đề luôn. Cho nên các bạn lưu ý là khi sắp xếp dữ liệu á, thì chúng ta chỉ đánh dấu cái phần có dữ liệu thôi, trừ cái hàng tiêu đề ra. Rồi, bây giờ mình sắp lại nha. Rồi, như vậy các bạn thấy lúc này nó đã chạy rất chính xác từ diện tích từ nhỏ đến lớn, và nó sẽ không ảnh hưởng đến hàng tiêu đề và cái hàng tổng cộng của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện sắp xếp giảm dần của ô mặt độ dân số. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu chọn. Rồi, chúng ta chọn sort cột mặt độ là cột F, thì chúng ta sẽ chọn cột F. Chúng ta chọn select it to monet. Rồi, ok. Rồi, như vậy các bạn thấy mặt độ dân số ở Singapore là cao nhất ha. Chúng ta nó đã sắp cho chúng ta từ lớn về bé. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng công cụ lọc để chúng ta lọc ra 5 nước có diện tích lớn nhất. Rồi, 5 nước có diện tích lớn nhất. Bây giờ mình sẽ trả lại cái dữ liệu lúc ban đầu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lọc ra 5 nước có diện tích lớn nhất. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện chế độ lọc. Và khi lọc các bạn lưu ý nha, chúng ta phải đánh dấu cái bảng tính và có cái hàng tiêu đề. Chứ nếu các bạn không đánh dấu á, thì nó sẽ bị sai ở cái phần trọn ô phía trên. Nãy chúng ta bị đây. Rồi, data, chỉ lệnh data, lệnh filter. Rồi, sau khi làm filter xong, ta thấy các mũi tên ở hàng tiêu đề. Rồi, khi ta đưa vào con rõ chuột vào mũi tên thì lúc này nó sẽ hiện cái bàn hình cái bàn tay. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn phần diện tích. Rồi, mình sẽ chọn number filter top 10. Rồi, mình sẽ chọn top và mình gõ ở đây là số 5. Ok, rồi như vậy lúc này. Vậy cái này là nó đã lọc được cho chúng ta là các nước có mặt độ có diện tích lớn nhất. Rồi. Clear. Rồi. Bây giờ ba nước có dân số ít nhất bằng dân số top 10 bottom, chúng ta chọn số 3. Rồi, ba nước có dân số ít nhất đây, các bạn thấy ba nước. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần ba nước có dân số cao nhất. Rồi, cũng tương tự chúng ta sẽ chọn cái này, mình sẽ chọn top. Rồi, như vậy các bạn để ý nè, lúc nãy mình thực hiện 5 nước có diện tích lớn nhất. Mình sẽ bỏ chọn nha. Lìa 5 nước có diện tích lớn nhất.
rồi. Ok, thì mình chỉ nhận được có 4 nước thôi. Và tiếp tục mình làm cái mật độ lớn nhất, cái dân số lớn nhất thì mình chỉ chuẩn, thí dụ 3 thì mình nhận được 2. Lý do tại sao vậy các bạn? Tại vì nó nhận ở đây giá trị tổng cộng ở đây là một cái giá trị để nó tính cái phần lớn nhất nữa. Đấy, cho nên các bạn lưu ý là khi thực hiện cái phần này thì chúng có hai cách. Hoặc là thay vì người ta kêu các bạn là tìm ra 5 nước lớn nhất thì các bạn sẽ gõ số 6. Để chi ạ? Để nó sẽ bỏ, nó tính thêm hàng tổng cộng nữa là 6, giờ mình gõ số 6 nè. Đấy, thì lúc này ta được 5 nước lớn nhất cộng với cái phần tổng cộng. Đấy, còn nếu không bỏ chế độ lọc nha. Còn nếu không, các bạn phải chèn thêm một hàng trống phía trên cái hàng tổng cộng này. Đây, mình sẽ làm thử nha, để xem nó có lấy hàng tổng cộng hay không. Rồi, diện tích. Giờ mình sẽ lấy 5 nước. Đấy, các bạn thấy lúc này nó lấy đúng 5 nước và nó sẽ không lấy cái hàng tổng cộng. Vậy mình lưu ý với các bạn nha, đối với những dữ liệu mà có thêm cái phần hàng tổng cộng phía dưới bảng tính nha, thì khi lọc các bạn hãy nhớ cẩn thận cái phần lớn nhất nhỏ nhất nha. Chúng ta có hai cách, hoặc chúng ta sẽ thêm vào cái giá trị cần lọc. Ví dụ người ta cần lấy 5 thì mình phải nhập là 6, có nghĩa là chỉ cái phần lớn nhất thôi. Tại vì thường cái phần tổng cộng là cái số lớn hơn toàn bộ các dữ liệu trong cột đó rồi, cho nên phần nhỏ nhất sẽ không bị ảnh hưởng nhưng phần lớn nhất sẽ bị ảnh hưởng đó. Cho nên là các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nhập thêm, ví dụ chúng ta cần lấy 5 nước thì chỗ này chúng ta gõ số 6. Chúng ta gõ số 6. Còn nếu không, các bạn sẽ chèn thêm một hàng trống, cái hàng trống phía trên hàng tổng cộng thì chúng ta sẽ không bị cái lỗi đó. Rồi, các bạn lưu ý nha. Rồi, bây giờ mình sẽ xóa cái hàng này. Rồi, bây giờ như vậy là mình đã vừa hướng dẫn đến các bạn hai phần rồi đó, phần sắp xếp và phần lọc luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một vài lưu ý. Thì trong quá trình làm mình cũng đã lưu ý với các bạn rồi đó, khi sắp xếp dữ liệu thì đối với những cái ô mà những cái phần mà đã được trộn thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải chọn cái bảng tính những giá trị mà chúng ta thực hiện sắp xếp thôi, chúng ta không chọn dư. Đây, chúng ta không chọn phần tổng cộng, chúng ta không chọn phần cái chữ cái nước đông má, đó là khi sắp xếp. Rồi khi lọc ra giá trị lớn nhất nhỏ nhất thì chúng ta phải nhớ bỏ cái phần tổng cộng này ra, chúng ta sẽ chèn thêm một hàng hoặc chúng ta sẽ tự thêm lên một cái giá trị khỏi phần lớn nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một, chúng ta sẽ đặt con trỏ ở ngoài cái bảng tính này, chúng ta sẽ đặt con trỏ ở ngoài bảng tính và chúng ta thực hiện sắp xếp. Chúng ta sẽ chọn lệnh A đến Z thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ báo một cái dòng lệnh như thế nào. Lệnh này không thể thực hiện được sắp xếp bởi vì sao? Cái ô chúng ta chọn nó nằm ngoài cái vùng dữ liệu cần tính. Đấy, thì khi sắp xếp thì các bạn lưu ý là để chắc ăn thì các bạn nên đánh dấu cái phần dữ liệu chúng ta cần sắp xếp, các bạn lưu ý nha. Rồi, thứ hai, bây giờ mình sẽ chèn thêm một hàng trống giữa hai nước Malaysia và Myanmar. Rồi, như giả sử mình chèn giữa Campuchia và Malaysia đây, mình sẽ chèn thêm một hàng trống. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện sắp xếp và lọc thử xem các bạn, xem cái hàng trống này nó có ảnh hưởng hay không nha. Bây giờ mình sắp xếp thử xem. Đây, bây giờ mình sắp xếp thử. Sắp xếp diện tích tăng dần đi, giảm dần đi. Rồi, cột D, ok. Thì các bạn thấy là khi sắp xếp thì cái hàng trống nó vẫn được sắp luôn và cái hàng đó xem là cái hàng nhỏ nhất, không có giá trị. Đấy, các bạn lưu ý nha. Rồi, khi lọc thì như thế nào? Bây giờ mình sẽ lọc. Rồi, mình sẽ thực hiện lọc. Bây giờ mình trả về cái phần sắp xếp cho nó cái nào, như ban đầu cái nào. Rồi, đây các bạn lưu ý mình quên, mình đánh dấu luôn cái phần tiêu đề cho nên nó sắp cái phần tiêu đề luôn, các bạn thấy không? Các bạn lưu ý nha.
anh nhé. Khi mà sắp thì chúng ta chỉ chọn phần dữ liệu thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện lọc. Chèn thêm một hàng nữa đây. Rồi, mình thực hiện lọc dữ liệu nha. Mình tô luôn cái hàng trống. Mình lọc ra các nước nhỏ nhất. Ok, thì các bạn thấy là khi lọc thì nó sẽ không có lấy cái giá trị rỗng mà nó sẽ lấy những cái phần có giá trị để nó lọc ra giá trị nhỏ nhất thôi. Các bạn thấy là rất là chính xác, nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái phần mà chúng ta chèn cái phần. Giờ mình sẽ quay trở lại thì đầy đủ nha. Rồi, nó sẽ không thực hiện cái phần các hàng trống mà chúng ta đã chèn thêm khi lọc. Rồi các bạn lưu ý phần đó. Bây giờ chèn cột như thế nào? Bây giờ sẽ giữ mình chèn thêm một cột. Rồi mình sẽ tiến hành sắp xếp và lọc thêm nó, xem nó có ảnh hưởng gì hay không nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện sắp xếp. Giờ mình sắp xếp cột diện tích cột và dân số đây. Rồi, okay. Rồi các bạn thấy khi thực hiện sắp xếp thì khi chúng ta chèn thêm những cột trống thì nó cũng không có ảnh hưởng đến cái phần sắp xếp của ta. Rồi vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn các thao tác để chúng ta sắp xếp dữ liệu. Chúng ta có hai cách và những lưu ý khi chúng ta sắp xếp. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn các thao tác để lọc dữ liệu, lọc ra các giá trị lớn nhất, các giá trị nhỏ nhất và những lưu ý trong quá trình lọc, cộng thêm một số lưu ý khi quá trình chúng ta sắp xếp và lọc dữ liệu nữa. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.